Chương 8 Vụ sát hoa Bốn người vẫn ở trong ngôi miếu đổ nát ngoài thành, hàng ngày luyện chế pháp khí, lúc trước ở thiên cơ môn tài liệu thiếu thốn, các đệ tử mất mấy tháng mới có thể tích cóp được một loại, cả năm trời cũng chỉ có thể luyện chế một, hai lần. Điều này cũng giúp họ hình thành thói quen hạ thấp xác suất sai lầm xuống mức thấp nhất có thể, vì một lần thất bại sẽ phải chờ một, hai năm sau mới có thể luyện được hiện tại mỗi lần đều có thể mua đủ tài liệu nên mọi người đều liều mạng cố gắng luyện chế. Minh Lưu Sa, Tây Ngọc và Hạ Nhĩ trong khoảng thời gian này không ngừng luyện khí, vậy mà đều đã ẩn ẩn đạt được luyện khí viên mãn, chỉ còn kém một bước là có thể trúc cơ. Đối với những luyện khí sư muốn đột phá, luyện chế ra pháp khí càng tốt cơ hội đột phá càng cao. Trừ trường hợp mộ đạo khi luyện khí khiến cảnh giới tăng lên, bình thường điều kiện cơ bản nhất để tăng cảnh giới đó chính có linh khí sung túc nuôi dưỡng. Riêng Diệp Tố vẫn luôn vẽ phù chú để kiếm linh thạch. Luyện chế pháp khí yêu cầu một lượng linh lực rất lớn, bọn họ ở trong miếu không có linh khí gì chỉ phải dựa hoàn toàn vào linh thạch. Kim cương phù tuy có giá cao nhưng Diệp Tố lại không tiếp tục bán mà chỉ vẽ một ít phân cho sư đệ, sư muội dùng để phòng thân. Trong tu chân giới khi có bí cảnh hay truyền thừa mở ra thường sẽ có người học được các bí kíp sở trường của môn phái khác mà một bước lên mây. Về phương diện này vốn dĩ cũng không cần quá để ý vì phần lớn đều là tùy duyên nhưng có vết xe đổ của tiền bối thiên cơ môn bị người ta đuổi giết. Diệp Tố không muốn để ngũ hành tông tìm được cơ ăn vạ đòi pháp khí của nàng nên cách vài ngày chỉ đem tật tốc phù ra ngoài bán. Hạ nhĩ vừa mới khắc xong hoa văn lên thân kiếm, Ngẩng đầu nhìn lên liền thấy Diệp Tố trở về Đại sư Tỷ, Tỷ cầm gì trong tay thế? Phu chú Bách Khoa Toàn Thư, Tây Ngọc thu lại linh lực Đại sư Tỷ, nghe tên sách thôi cũng đã biết là gạt người Diệp Tố nhìn quyển sách thật dày trong tay Cũng không đắt, chỉ có 3.000 hạ phẩm linh thạch thôi Chút linh thạch đó cũng chỉ có thể mua được sách dạy về kỹ thuật cấp thấp Diệp Tố cũng không hy vọng gì nhiều chỉ cần có nội dung về một bùa chú hữu dụng thì cũng tính là kiếm lời rồi. Hôm nay Diệp Tố đi vào thành một chuyến, đem tật tốc phù mà nàng đã vẽ trong mấy ngày nay đi bán. Nàng nhìn thấy trên đường có một sạp bầy bên vỉa hè bán rất nhiều sách hoa hoè lòe loẹt. Nàng đã chọn mua quyển phù chú bách hoa toàn thư này. Diệp Tố ném cho các sư đệ muội một túi bánh bao. Chủ sạp có lật vài tờ cho ta xem thử. Ta thấy các phù chú đồ cũng khá hoàn chỉnh. Lúc ấy nàng có phát họa qua một lần trong đầu, cảm thấy hẳn là phù chú đồ có thể dùng được. "Cho đệ xem thử." Minh Lưu Sa thò qua nói. Diệp Tố mở quyển phù chú bách khoa toàn thư ra, trang thứ nhất nàng đã xem qua, nhưng từ trang thứ hai trở đi những phù chú đồ trên sách đều là giả, một cái hoàn chỉnh cũng không có. Quyển phù chú bách khoa toàn thư dày cộp này chỉ có vài tờ được chủ sạp tùy ý lật cho nàng xem là có thể dùng được. Tuy rằng Tây Ngọc xem không hiểu phù chú, nhưng tiểu cô nương cũng có thể rõ ràng nhìn ra được một chuyện, đại sư tỷ, phù chú đồ này giống hệt với phù chú đồ ở mấy trang trước. Tỷ cũng thấy vậy. Diệp Tố xé ra những trang có phù chú đồ hoàn chỉnh, vài tờ này có vẻ là thật, để ta thử xem. Nàng bấy mấy trang phù chú đồ lên mặt đất, lấy ra bút giấy bắt đầu vẽ phù. Truyền, sát, phù Minh Lưu Sa nghiêng đầu nhìn vài tờ phù chú đồ trên mặt đất, chậm rãi đọc tên của chúng. Mê, ngủ, phù, ha, ha, phù. Diệp Tố vẽ phù chú không gian nan như những phù sư bình thường khác, phảng phất như là cầm bút viết cái gì đó lên giấy mà thôi, chỉ trong chốc lát đã vẽ ra vài tờ phù hoàn chỉnh. Nàng buông bút, ai tới thử xem. Minh Lưu Sa lấy tốc độ xét đánh không kịp bưng tay chộp lấy tờ ha ha phù, sau đó dán lên lưng hạ nhĩ. Hạ nhĩ còn chưa kịp trợn mắt thì miệng đã bắt đầu, ha ha ha. Cười giòn từng tiếng như gà gáy. Thật, sự, là, ha, ha, phù, này. Minh liêu xa không khỏi cảm thán. Hạ nhĩ phẫn nộ, ha ha ha. Diệp tố hơi nhướng mày, hai ngón tay kẹp lấy mê ngủ phù, phóng nó dán lên chán Minh liêu xa. Minh Lưu Sa không có phòng bị, mê ngủ phù vừa dán lên liền có hiệu quả, đầu cậu chàng trực tiếp cắm xuống mặt đất được Tây Ngọc nhanh tay dùng vỏ đao đỡ lại. Hai loại phù đều hữu dụng, đều có thể thấy được kết quả rõ ràng, còn dư một tờ truyền sát phù, Diệp Tố đem nó bỏ vào túi chữ vật, không dùng thử, chỉ mới nghe nói qua đổi vận, truyền sát nghe tên thôi đã cảm thấy không phải phù chú tốt lành gì. Hạ Nhĩ, ha ha! Tây Ngọc chậm rãi di chuyển vỏ đao giúp Minh Lưu Sa nằm trên mặt đất, lúc này mới thu tay về. Đại sư Tỷ, thời gian còn lại chỉ còn không đến một tháng nữa, Tỷ đã nghĩ ra được sẽ luyện pháp khí gì cho kỳ sơ tuyển sắp tới chưa? Bọn họ một tháng trước chỉ chuyên tâm luyện pháp khí đi bán, sau đó cũng chú tâm hơn đến pháp khí cho vòng sơ tuyển, dù sao nó cũng quyết định có thể tiến vào phá nguyên môn để thi đấu hay không. Tạm thời vẫn chưa nghĩ ra. Diệp Tố đối với pháp khí không có yêu thích gì đặc biệt, chỉ có phân biệt làm và không làm. Trong khoảng thời gian này nàng vẫn luôn bận rộn kiếm linh thạch, hơn phân nửa gửi về thiên cơ môn, cũng chưa có linh cảm để luyện chế pháp khí gì. Tây Ngọc không vội, đại sư tỷ, tỷ luyện kiếm hay đao đều được. Đại sư tỷ luyện pháp khí từ trước đến nay đều lợi hại hơn bọn họ nhiều. Ha 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 ha. Hạ nhĩ dùng tiếng như gà náy của mình phụ họa theo nhưng vừa nghe được thanh âm của bản thân liền lấy tay che miệng lại. 15 phút sau Minh Lưu Sa tỉnh lại, kéo xuống lá phủ trên chán, phù chú đồ trên lá phủ đã biến mất, lá phủ cầm trong tay nháy mắt liền hóa thành cho phiêu tán trong không trung. Diệp Tố thấy thế, nhìn về lá bùa trên lưng hạ nhĩ, quả nhiên phù chú đồ cũng biến mất, nàng không dỗi tay chạm nhưng nó cũng tự mình biến thành cho chúng không giống với tật tốc phù được vẽ lúc trước nàng không rõ là do phù đồ của tật tốc phù đã trải qua biến hình hay vốn dĩ chỉ có vài loại phù này sẽ như vậy diệp tố chưa miệt mài theo đuổi nàng còn có chuyện khác cần làm nàng muốn đem tất cả những hoa văn biến hình hy hữu mà bản thân nhớ được khắc vào ngọc giản phân cho sư đệ sư muội vài ngày sau diệp tố thức dậy vào sáng sớm sau đó lay tỉnh các sư đệ sư muội còn ngủ say ta đi ra ngoài dạo một chút. Rồi nàng đứng dậy bước ra ngoài. Ở ngoài thành có một ngọn núi có rừng cây um tùm. Mấy tháng trước khi bọn họ ngự kiếm ngang qua nàng có nhìn thấy một sơn tuyền, dòng suối trong núi. Hôm nay nàng đột nhiên liên tưởng đến quang cảnh ở đó khá giống với sau núi của thiên cơ môn nên muốn đến đó xem thử. Khi nàng đến chỗ sơn tuyền thì phát hiện có chút bất đồng. Nước chảy ở sơn tuyền này tương đối bằng phẳng, cộng thêm xung quanh có tiếng chim hót cùng tiếng côn trùng dâm ran tạo ra một cảm giác như đang ở trong thế ngoại đào nguyên vậy. So với phía sau núi tiêu điều của thiên cơ môn thì tốt hơn rất nhiều. Trước đây nàng có lần từng nghĩ thiên cơ môn nghèo đến nỗi ngay cả chim chóc đều không muốn ghé đến sau núi. Diệp tố nhảy lên một tảng đá ở giữa dòng suối, ngửa đầu nhìn lên không trung, mặt trời chậm rãi ló dạng bởi vì hơi nước của dòng sơn tuyền mà xung quanh Diệp Tố như được phủ một màng sương mù mỏng. Dưới ánh nắng vàng nhạt của buổi sáng sớm màng sương càng hiện lên rõ ràng hơn. Chỉ cần hít nhẹ một hơi, làn hơi nước tươi mát của rừng cây liền như thấm vào ruột gan. Diệp Tố vươn tay xuyên qua làn sương mỏng manh, bỗng nhiên nàng có linh cảm muốn làm một kiện pháp khí, bất quá trong tay thiếu một vài tài liệu, cần phải vào thành để mua. Sau khi suy nghĩ qua một lượt về các bộ phận của pháp khí, Diệp Tố xoay người chuẩn bị đi đến cửa hàng tài liệu trong Định Hải Thành, nàng nhảy lên bờ từ tảng đá, bỗng dư quang nhìn thấy cái gì, bước chân tức khắc dừng lại. Bên bờ suối có mọc một bụi cây lá to xanh mướt cao lớn, lá cây nhẹ rung trong nắng sớm, trong đó có một chiếc lá chìa thấp xuống mặt nước, thứ khiến nàng chú ý không phải là chiếc lá đó mà là một thứ gì đó đen thùi trên bề mặt lá là một con rắn nhỏ. Mặc dù cách xa nhưng Diệp Tố cũng có thể thấy rõ ràng toàn thân con rắn nhỏ đen nhánh như ngọc, nhắm hai mắt, lười biếng cuộn tròn trên phiến lá xanh, hơi nước hóa thành sương mù bao phủ lượn lờ xung quanh nó. Tu chân có linh, con rắn nhỏ này thoạt nhìn giống như là một linh vật, cho dù không phải, một thân vải như mặc ngọc đó cũng không phải vật thường. Diệp Tố cũng không xa lạ với yêu thú linh vật, nhưng nàng chưa từng thấy qua tư liệu gì về chủng loại của con rắn nhỏ này. Ánh sáng nhàn nhạt chiếu lên người con rắn nhỏ, nền lá xanh tuyền phản chiếu lại thế nhưng lại tạo ra vài phần tiên khí, chẳng qua con rắn nhỏ hẳn là ngủ cũng không an ổn lắm, hất đuôi che lại hai mắt của mình. Diệp Tố thế nhưng không hiểu vì sao lại có thể từ động tác của con rắn nhỏ có thể nhìn ra sự không kiên nhẫn. Theo vị trí của chiếc đuôi che mắt nhìn lên mới phát hiện ra có một tia ánh sáng mặt trời chiếu xuống đó. Cả bụi cây nhiều lá như vậy lại cố tình muốn chọn phiến lá thấp nhất này, bị mặt trời chiếu vào đôi mắt thì liền dùng đuôi chống đỡ, cả quá trình không hề mở mắt lấy một lần. Thật là một chiếc tiểu hắc xà vừa lười lại vừa kiều khí. Diệp Tố không tiếng động cười cười, vươn ra một đầu ngón tay, tại đầu ngón tay sương mù tụ lại thành giọt nước nàng nhẹ nhàng bắn giọt nước vào một phiến lá khác khiến nó nghiêng xuống vừa vặn che đi tia nắng mặt trời kia. Làm xong nàng liền phóng nhẹ bước chân rời đi, nàng không thấy được rằng con rắn nhỏ đã hạ đuôi xuống, đôi mắt vẫn nhắm chặt nhưng hình như rất thích ý mà lắc lắc nhẹ chiếc đuôi. Vào đến định Hải Thành, Diệp Tố cơ hồ phải chạy đi khắp các cửa hàng tài liệu mới miễn cưỡng tìm đủ các tài liệu cần thiết, băng tơ, điểm kim dịch cùng với cánh xa. Ba loại tài liệu này không tính là quá chân quý nhưng có rất ít luyện khí sư dùng đến, đặc biệt là dùng ba loại cùng với nhau, thế nên đại đa số các cửa hàng không có sẵn hàng. Băng tờ cùng với điểm kim dịch còn tính là dễ tìm nhưng cánh xa là hiếm nhất, cơ hồ không có luyện khí sư nào dùng hơn nữa giá thành lại không cao. Diệp tố cuối cùng ở một cửa hàng gọi là Văn Đông mới tìm được cánh xa. Đạo hữu chỉ cần cánh xa. Trường quầy hỏi có cần các tài liệu khác không? Không cần, đã đủ rồi. Trong đầu đã định rõ pháp khí phải luyện như thế nào, Diệp Tố đi nhanh ra ngoài thành, khi qua khu núi có rừng cây rậm rạp, bước chân nàng thoáng dừng lại. Dựa theo thói quen của chính mình nàng thích ở nơi có tiếng nước để luyện khí hoặc tu luyện, tuy nhiên nhớ tới con rắn nhỏ trên phiến lá to bên bờ suối, nàng cuối cùng vẫn chọn đi trở về phá miếu. Động tĩnh khi luyện khí chắc chắn sẽ không nhỏ mới vừa vào miếu hạ nhĩ liền ngẩng đầu hỏi đại sư tỷ tỷ đã đi đâu vậy vào thành mua chút tài liệu chuẩn bị làm pháp khí cho kỳ sơ tuyển diệp tố lấy mấy thứ tài liệu ra băng tơ điểm kim dịch tây ngọc chạy đến nhìn kỹ tầm mắt dừng lại ở bọc bùn màu xám đây là cánh xa minh lưu xa nhận ra đúng vậy diệp tố nhắc nhở bọn họ có một vài tài liệu phụ ít dùng nhưng cũng cần phải nhớ kỹ. Ba người này xem sách không ít nhưng chỉ giới hạn xem về phương diện bản thân hứng thú chứ không chịu xem thêm các loại sách khác. Cánh xa hiếm thấy, rất nhiều luyện khí sư cơ bản không dùng đến, chỉ có người am hiểu về luyện chế ám khí mới có khả năng nghe nói qua, dùng để điều hòa hoặc thay đổi màu sắc của pháp khí khi luyện chế. Diệp Tố cầm lấy băng tơ, cho lên một ít điểm kim dịch cùng với hỗn hợp khác, trong nháy mắt băng tơ từ màu trắng như tuyết liền biến thành màu vàng kim. Bước này khiến cho băng tơ có được tính dẻo dai cùng khả năng biến dạng của kim loại, nàng nâng đầu ngón tay, băng tơ biến sắc liền lơ lửng trong không trung, một bàn tay khác nâng lên linh hỏa, bắt đầu tạc khắc băng tơ. Băng tơ nguyên bản là một sợi dài mảnh, liền mạch như sợi tóc Diệp Tố phải thao tác trên một bó băng tơ mà không hề có chút sai sót nào đủ thấy khả năng khống chế linh lực một cách chuẩn xác của nàng đáng sợ đến thế nào. Việc tạc khắc này diễn ra suốt 5 ngày, trong suốt quá trình Diệp Tố bóp nát hơn một vạn hạ phẩm linh thạch mà không động đến trung phẩm linh thạch. Đến buổi sáng ngày thứ sáu, một tay nàng lấy cánh xa, dùng linh hỏa hòa tan sau đó cho vào khối băng tơ đã được tạc khắc xong. Cánh xa vừa đụng đến băng tơ thì màu sắc của băng tơ liền xảy ra biến hóa, từ màu vàng kim chuyển thành màu vàng kim nhạt, nhưng đến đây vẫn còn chưa xong. Diệp Tố tiếp tục cho cánh xa vào, chờ đến khi băng tơ dần dần biến đen nhưng vẫn ẩn ẩn mang theo kim sắc, lúc này mới tính là hoàn thành. Sau khi việc phối màu kết thúc, việc cần làm cuối cùng là sử dụng điểm kim dịch bao lấy khối băng tơ theo từng tầng từng tầng một sau khi băng tơ biến thành màu đen diệp tố đã có chủ ý tạo vẻ ngoài bao lấy nó thành hình dáng gì vòng tay hình một con rắn nhỏ màu đen đang nằm cuộn tròn đại sư tỷ đã ổn chưa tây ngọc thật cẩn thận hỏi minh lưu xa cùng hạ nhĩ bên cạnh cũng nhìn chằm chằm không chớp mắt diệp tố cầm lấy vòng tay kim loại màu đen đứng lên nói đi thử xem sao ba người đứng sau lưng đại sư tỷ chờ xem nàng thử pháp khí Diệp Tố đi đến một pho tượng vỡ trong miếu, đứng cách đó một khoảng rồi truyền linh lực vào vòng tay. Từ phần đầu của vòng tay liền phun ra băng tơ, trong nháy mắt băng tơ nổ tung, giống như làn mưa bụi mỏng, tạo ra một mỹ cảm mông lung quỷ dị. Nhưng mà ngay sau đó, những đám xương liền lộ ra hung tướng, mỗi một tia xương mù mỏng manh phảng phất như một con rắn nhỏ, hung tính mười phần, há to miệng cắn vào trên người pho tượng vỡ khiến nó vỡ vụn nát tan. Ba người đứng sau quan sát, cùng đồng loạt hít sâu một hơi, pháp khí này vừa có uy lực lớn vừa có mỹ cảm, quả nhiên không hổ là đại sư tỷ ra tay. Diệp Tố khẽ nâng tay, những xà ảnh nhỏ đâm vào bức tượng giống như bị cái gì đó lôi kéo, một lần nữa tụ lại, cuối cùng khôi phục thành băng tơ màu đen rút trở lại vào vòng tay trên tay Diệp Tố, thành công. Đại sư tỷ, pháp khí này tên gọi là gì? Minh Lưu Sa lần này hưng phấn đến nỗi không nói lắp nữa. Diệp Tố nghĩ nghĩ rồi thuận miệng nói, vụ sát hoa. Tác giả có lời muốn nói. Con rắn nhỏ, loạn dùng chân dung không xin phép. Chờ bị chính quyền mời uống trà đi. Chương 9 Pháp khí sơ tuyển Thời gian sơ tuyển pháp khi của phá nguyên môn ngày càng gần, số lượng tán tu luyện khí sư chạy đến Định Hải Thành cũng ngày một nhiều, khiến cho toàn bộ Định Hải Thành trở nên vô cùng náo nhiệt đến ngày kỳ sơ tuyển mở ra, nhóm Diệp Tố chạy vào thành đến điểm tập kết của phá nguyên môn, vừa bước vào thành đã thấy toàn người là người, chen chúc nhau. Còn chưa đến được gần con phố có điểm tập kết thì nhóm của Diệp Tố đã không còn chen vào được nữa. Xếp hàng, mọi người xếp hàng đi. Một người mặc đạo bào màu xanh xám chạy lên từ phía sau hô to với nhóm luyện khí sư đang cố chen nhau. Ai muốn nộp pháp khí dự tuyển thì trước tiên phải xếp hàng người này chắc là ngoại môn đệ tử của phá nguyên môn đạo bào màu xanh xám trước ngực không có thêu bàn tay trong lửa chỉ có thể là ngoại môn diệp tố cũng hòa vào đám đông đứng xếp hàng nghe thấy hai người đứng đằng trước thảo luận nàng quay đầu bảo sư đệ muội xếp hàng ở phía sau mình điểm tập kết hẳn là ở ngay phía trước thôi bọn họ đứng cả nửa canh giờ nhóm người đứng trước tiến lên rất mau nhưng họ vẫn như cũ không thấy được bóng dáng của điểm tập kết Lúc này ở phía trước có một nam nhân cao lớn mặc đạo bào xanh xám đi đến. Hắn ta không ngừng lấy ra các loại hộp từ túi chữ vật phân phát cho các luyện khí sư đang đứng xếp hàng. Một lát sau rốt cuộc đi đến trước mặt Diệp Tố, một hộp giá hai trung phẩm linh thạch, tặng kèm một tờ giấy để các ngươi viết cách dùng của pháp khí dự tuyển. Hai trung phẩm linh thạch, ăn cướp sao? Hạ nhĩ phản xạ có điều kiện hô to, mấy tháng trước một nghìn hạ phẩm linh thạch bọn họ còn phải xài tiết kiệm, nếu không phải trong khoảng thời gian này kiếm được chút linh thạch thì chẳng phải là ngay cả cơ hội để nộp pháp khí dự tuyển cũng không có rồi. Nam nhân cao lớn mặc đạo bào màu xanh xám không kiên nhẫn nói, hai trung phẩm linh thạch đổi một cơ hội để các ngươi tiến vào phá nguyên môn đã là thiên đại ban ân, muốn thì mua không thì câm miệng, nhưng ta cảnh báo các ngươi trước không dùng hộp chuyên dụng này để nộp pháp khí thì pháp khí của các ngươi sẽ tự động bị loại. Diệp Tố ngăn sư đệ sư muội lại, lấy ra tám trung phẩm linh thạch đưa cho nam nhân cao lớn, phiền đạo hữu cho chúng ta bốn hộp, hai lớn hai nhỏ. Nhớ rõ viết tên của bản thân lên hộp. Đối phương lấy ra bốn cái hộp có khắc số đưa cho bọn họ, bỏ lại một câu rồi tiếp tục đi về hàng người phía sau. Tây Ngọc quay đầu nhìn hàng người dài không thấy điểm cuối ở phía sau, mỗi lần tổ chức một đợt như vậy phá nguyên môn có vẻ kiếm lời không ít. Tờ giấy tặng kèm vậy mà chỉ là giấy tầm thường mà thôi. Hạ nhĩ mở chiếc hộp lớn, lấy tờ giấy từ bên trong ra, giá hai trung phẩm linh thạch thì ít nhất cũng phải cho chúng ta một cây bút chứ. Cậu vừa nói xong liền có một người bán hàng rong sáp lại, chào hàng bút lông, mực nước, bộ dáng rất là quen thuộc với quy trình của cuộc tuyển chọn. Minh lưu xa lắc đầu với người bán hàng rong rồi quay đầu nhìn Diệp Tố, Đại, Sư, Tỷ, Bút. Diệp Tố lấy ra bút và mực từ trong túi chữ vật, bởi vì phải vẽ phủ nhiều nên lông của bút đã có chút sơ xác bất quá để viết mấy chữ thì vẫn còn có thể chịu đựng được. Chỉ là viết công dụng của pháp khí thôi, giấy trắng bình thường là đủ dùng rồi. Diệp Tố đưa bút cho Minh Lưu Sa, ánh mắt đảo qua đội ngũ xếp hàng phía trước, từ lúc nãy nàng đã phát hiện ra một chuyện, những tán tu này người nào người nấy đều ăn mặc không kém, thời buổi này chỉ cần là một luyện khí sư thì phòng trường ai cũng đều có tiền hơn thiên cơ môn. Huynh viết nhanh đi, Tây Ngọc thúc giục Minh Liêu Sa, người nãy giờ vẫn đang cầm bút đứng ngây người. Viết, ngay, đây. Minh Liêu Sa cầm bút chấm chấm vào mực nước trên tay Diệp Tố rồi để bút viết chữ. Pháp khí mà hắn luyện chế gọi là liên châm, bông hoa sen trên châm là một đóa tịnh đế liên trường hai tấc, mỗi lần xoay thân châm sẽ có một cánh hoa sen rời khỏi cây châm bay về phía đối phương để tấn công. Còn Tây Ngọc và Hạ Nhĩ thì hai người quy quy củ củ luyện chế đao kiếm theo sở trường của bản thân. Sau khi mọi người đều đã viết xong thì đem pháp khí cùng tờ giấy công dụng bỏ vào trong hộp, họ lại đứng đợi hơn nửa canh giờ sau mới rốt cuộc có thể nhìn thấy điểm tập kết. Ngồi sau một chiếc bàn khoảng chừng 5 mét là một nữ nhân mặc đạo bào màu xanh lá đậm, ngực có thêu một ngọn lửa, trong ngọn lửa có hình ảnh một bàn tay, hẳn đây là biểu tượng bàn tay trong lửa, đặc trưng của Phá Nguyên môn, bộ dáng của nàng trông khoảng hơn 30 tuổi, bên cạnh có một người thanh niên đang đứng cũng mặc đạo bào tương tự. Xung quanh họ còn có hai kiếm tu đang đứng, ăn mặc đạo bào màu xanh lá đậm chỉ là không có biểu tượng bàn tay trong lửa trên ngực, hẳn hai người này thuộc đội hộ tông của Phá Nguyên môn, đến đây để giữ trật tự. Nhóm người đứng trước Diệp Tố lần lượt từng người tiến lên thực nhanh liền tới lượt nàng. Đưa hộp cho ta. Thanh niên đứng sau bàn xét tuyển đưa tay rồi nói với Diệp Tố. Diệp Tố đang định đưa hộp qua thì đối phương nhìn mặt nàng rồi đột nhiên thu tay lại. Nữ nhân ngồi cạnh cũng phát hiện sự khác thường của thanh niên, ngẩng đầu hỏi, phòng tu, làm sao vậy? Thanh niên nhòi người nhìn ra phía sau Diệp Tố, quả nhiên nhìn thấy mấy người minh lưu xa, hắn nhíu mày nói với Diệp Tố, các ngươi không phải là phù sư sao? Tới phá nguyên môn của chúng ta xem náo nhiệt cái gì? Diệp Tố mười phần xác định bản thân chưa từng thấy qua người thanh niên này, nàng quay đầu thấp giọng hỏi các sư đệ sư muội, các đệ có quen hắn không? Thấy nhóm sư đệ muội đều đồng loạt lắc đầu, Diệp Tố liền có suy đoán, hai bên không quen biết nhau, lại cho rằng bọn họ là phù sư, người này hẳn là đã gặp nàng bán phù ở đâu đó. Nàng hơi hơi nhướng mày, trước khi tới đây ta không nghe nói qua phá nguyên môn không cho phép luyện khí sư biết vẽ phù tham gia tỷ thí phòng tu ngày đó hắn cũng sư đệ thấy mấy người này tỷ thí với phù sư của ngũ hành tông cô nương trước mặt tựa hồ có vài phần bản lĩnh nhưng từ trong tiềm thức hắn không thích nàng người còn biết vẽ phù nữ nhân lấy ra tố hồi ngọc bản dơ lên hướng về phía diệp tố sau khi đảm bảo gương mặt của nàng đã được ghi nhận lại lúc này mới nói phá nguyên môn quả thực không có quy tắc này, chỉ cần có thể luyện khí đều có thể tới tham gia tỷ thí. Trưởng lão, như thế không ổn, người này, phòng tu nhìn mấy người này liền không vừa mắt, vẫn còn muốn nói gì đó để ngăn lại. Được rồi, nữ nhân cắt ngang lời nói của phòng tu, tự mình đứng lên nhận chiếc hộp trong tay Diệp Tố và đưa một ngọc bài cho nàng, hộp pháp khí này ta nhận, người có thể đi rồi, ba tháng sau, chỉ cần là luyện khí sư có bản lĩnh đều có thể tới phá nguyên môn của chúng ta tham gia sơ thí. Chờ các sư đệ sư muội của Diệp Tố cũng được ghi nhận diện mạo cùng nhận lấy hộp, nhận ngọc bài và rời đi. Nữ trưởng lão ngồi sau bàn mới quay đầu nhìn sang nội môn đệ tử vẫn còn đang căm giận bất bình. Bọn họ biết vẽ phù thì có liên quan gì đến con? Làm gì mà tức giận như vậy? Đệ tử cảm thấy bọn họ hành sáu kiêu ngạo, sau khi vào vòng trong tiến vào tông môn có thể sẽ gây chuyện." Phòng Tu nhíu mày nói. "Phá Nguyên môn trưởng lão cười cười, nói như vậy, con đã cho rằng bọn họ có thể thông qua sơ tuyển." Phòng Tu chém đinh chặt sắt nói, "Không có khả năng, bọn họ pháp khí nhất định luyện chế chẳng ra gì. Làm gì sẽ có người đã am hiểu vẽ phù lại am hiểu luyện khí?" Nữ trưởng lão đối với tính tình trước nay của đệ tử này thật bất đắc dĩ tiếp tục thu pháp khí đi. Minh Lưu Sa vừa chui ra từ trong đám người liền mở miệng bắn liên thanh, biết Vẽ Phù nên không cho chúng ta tham gia sơ tuyển. Hắn cũng không tự đi mà nhìn mặt của mình trong gương, mặt to như cái chậu lại còn mỏ chuột tay khỉ, mũi to như củ tỏi, tướng ngũ đoàn, da xanh nhợt nhạt, hắn đích thị là một tai tinh sống trên đời. Diệp Tố người tên phòng tu vừa rồi gương mặt thật ra cũng tính là thon gầy, mũi có chút to nhưng tổng thể ngũ quan miễn cưỡng cũng tính là đoan chính, không đến nỗi gọi là xấu. Bất quá nàng cũng đã tập mãi thành quen, mình lưu xa ngày thường nói chuyện gần từng chữ một, chậm gì gì tức chết người nhưng đến thời khắc mấu chốt hoặc lúc mắng chửi người thì lưu loát đến mức những người thuyết thư hay kể chuyện dưới chân cầu cũng phải gọi một tiếng sư phụ. Trước kia hắn cũng mắng không ít vô âm tông đệ tử, đây chính là khẩu pháo chạy bằng cơm quan trọng nhất của đỉnh cửu huyền phong thiên cơ môn. Muội còn tưởng hắn phát hiện ra thân phận thiên cơ môn của chúng ta. Nhớ lại vừa rồi trong lòng Tây Ngọc vẫn còn có chút run sợ, may là vị trưởng lão kia đồng ý cấp Ngọc Bài cho chúng ta. Diệp Tố tùy ý nói, đại khái là hắn với chúng ta không hợp mắt duyên thôi, đến lúc bình chọn pháp khí thì sẽ do phá nguyên môn trưởng lão đảm nhiệm, đệ tử không được tham gia. Bốn người vừa nói vừa đi, Hạ Nhĩ liên tiếp xoay đầu nhìn cửa hàng hai bên đường, trừ cửa hàng tài liệu hắn kỳ thật còn chưa chân chính xem qua nơi nào khác. Ánh mắt Diệp Tố đảo qua các sư đệ sư muội, hai người còn lại tuy không biểu hiện rõ ràng như Hạ Nhĩ nhưng trong ánh mắt cũng toát ra tò mò. Bọn họ tới Định Hải Thành đã ba tháng, cả ngày ở tại phá miếu ngoài thành, đồ tốt duy nhất được ăn chính là bánh bao của quầy hàng rong gần cửa thành. Bọn họ luyện chế pháp khí cùng phù chú bán được không ít tiền, nhưng phần lớn đều đã đưa về Thiên Cơ môn, còn mua tài liệu gửi về để có thể giúp có sư đệ sư muội trong tông môn có cơ hội được luyện tập với tài liệu chân chính. Vì thế đã tạo ra sự ăn ý chung giữa bốn người là không hề nhắc đến chuyện tiêu linh thạch, cũng không ai đòi vào thành đi dạo. Đã nộp xong pháp khí dự tuyển, cũng không còn chuyện gì khác, chúng ta có thể đi dạo trong thành một vòng. Diệp Tố lấy ra 20 trung phẩm linh thạch đây là nhiệm vụ hôm nay của chúng ta. Đại sư tỷ đã lên tiếng, ba người còn lại liền dỡ bỏ áp lực tâm lý, sôi nổi dạo xem khắp nơi. Sau khi Diệp Tố đi đổi một nửa lấy hạ phẩm linh thạch trở về, Tây Ngọc đi theo sau lưng lặng lẽ hỏi, Đại sư tỷ, nếu hôm nay tiêu 20 trung phẩm linh thạch thì chúng ta còn lại bao nhiêu tiền? Tất cả linh thạch đều nằm trong tay Diệp Tố, bọn họ có giữ một ít linh thạch trên người nhưng sớm đã dùng hết trong lúc luyện khí rồi diệp tố vươn một ngón tay không chờ tây ngọc phản ứng lại rút trở về chỉ còn có nhiêu đây một linh thạch cũng không còn sau khi tây ngọc hiểu được ý của diệp tố liền tức khắc tiến lên giữ tay nàng đại sư tỷ hay là thôi đi nhé tiền tiêu xong rồi lại kiếm về diệp tố phân một ít linh thạch cho nàng về sau chúng ta sẽ có càng nhiều linh thạch, chỉ cần chúng ta có thể trở thành những luyện khí sư lợi hại. Giữa bọn họ lời nói của Diệp Tố luôn có quyền tuyệt đối. Nghe theo lệnh của nàng đoàn người đi khắp nơi mua mua mua, 20 trung phẩm linh thạch thì trừ phi đi mua cái gì pháp khí bí tịch chứ nếu giống họ chỉ mua một vài vật nhỏ thì vẫn dư giả. Mãi dạo đến khi hoàng hôn xuống núi bốn người mới đi vào một tử lầu, ăn một bữa linh thực thật ngon. Mấy món này đắt thật. Hạ nhĩ xoa bụng ở một cái, một đĩa thịt lộc lại có giá đến hai trung phẩm linh thạch. Là linh lộc, Tây Ngọc hai tay đỡ chén trà nói, ăn xong có thể cảm nhận một ít linh khí trong bụng. Minh Lưu xa có chút thất thần, chậm gì gì nói, thật là muốn biết cảm giác tu luyện ở nơi linh khí dư thừa là như thế nào. Nhất định sẽ có một ngày như thế. Diệp Tố cười, thiên cơ môn còn chờ chúng ta lớn mạnh bốn người cùng nhau nâng lên chén trà, cạn ly. Phá nguyên môn Sau khi sơ tuyển kết thúc, các trưởng lão bắt đầu chọn lựa pháp khí đủ tiêu chuẩn, từ đó tuyển ra một nghìn luyện khí sư để tiến vào phá nguyên môn tham gia sơ thí. Nhiệm vụ này thật ra rất đơn giản, thậm chí cơ bản chỉ cần nội môn đệ tử là có thể hoàn thành, dù sao tán tu không có sư phụ chỉ đạo, Ngoài ra các thư tịch về luyện khí ở ngoài kia để mọi người có thể bỏ tiền mua đọc cũng không có chất lượng là bao. Bất quá để tránh dị nghị, nhiệm vụ chọn lựa vẫn là do các trưởng lão đảm nhiệm, nội môn đệ tử ở bên cạnh quan sát, đồng thời phụ trách sử dụng Tố hồi ngọc bản để quay lại quá trình lựa chọn, tránh việc chọn xong có người không phục. Rất nhiều pháp khí khi cầm trên tay các trưởng lão đều không cần xem tờ giấy ghi công dụng, liếc mắt một cái liền nhìn thấu huyền cơ trong đó thậm chí có một số pháp khí ngay cả một đạo linh lực cũng chịu không nổi, vỡ vụn ngay tại chỗ. Các trưởng lão chết lặng mà thử các loại pháp khí, dẫn tới việc nếu có pháp khí nào có chút mới mẻ cũng có thể khiến họ hưng phấn một lúc lâu. Sư Huynh, năm nay sơ tuyển pháp khí tổng cộng có bao nhiêu kiện? Một nội môn đệ tử trẻ tuổi vừa chỉnh góc độ của Tố Hồi Ngọc Bản vừa hỏi thanh niên bên cạnh. 18.472 kiện phòng tu trả lời một cách nhạt nhẽo thật là làm khó các trưởng lão phải từ gần hơn hai vạn pháp khí phế thải này chọn ra một ngàn pháp khí ít phế thải nhất ba người thành sư có lẽ trong đó có chút kỹ xảo đáng giá để chúng ta học tập toàn gia anh nghiêm túc nói phòng tu quay đầu sang sư đệ trong khoảng thời gian này bận bịu luyện khí có một số việc đệ vẫn chưa biết đệ còn nhớ mấy người bán phù trên phố lần trước chúng ta thấy hay không toàn ra anh nghĩ nghĩ bán phù là mấy người tỉ thí với phù sư ngoại môn của ngũ hành tông đúng vậy phòng tu nhớ tới việc hôm đó liền cảm thấy thật hoang đường sư đệ bọn họ vậy mà lại đến nộp pháp khí dự tuyển một đám phù sư cũng cảm thấy bản thân biết luyện khí quả thực trò cười lớn nhất thiên hạ toàn ra anh nghe vậy nhíu nhíu mày bọn họ làm vậy quả thật có chút xem thường sự khó khăn của luyện khí sư huynh bọn họ thế nào cũng không trúng tuyển đâu đến lúc đụng tường thì sẽ tự động lui bước thôi không cần để ý oán khí của phòng tu cũng có chút giảm bớt điều này cũng đúng mấy người kia còn không biết luyện ra pháp khí phế thải gì không chừng đang nằm trong đống pháp khí rách nát bị loại rồi hai người vẫn đang nói chuyện với nhau thì đột nhiên giữa sân thử pháp khí vang lên một tiếng nổ lớn dọa vài người đang gật gù buồn ngủ giật mình nhảy dựng đào tốt Trưởng lão thử pháp khí hô to một tiếng, ông cẩn thận đánh giá thân đao, ồ, thân đao vậy mà lại có khắc hai loại biến hình phong văn hi hữu. Vài vị trưởng lão nhìn dấu vết do thanh đao tạo thành mà phấn khích không thôi, mọi người vây quanh lại đánh giá. Có thể tạo thành vết cắt lớn như vậy, uy lực của cây đao này thật không tồi. Xem ra người này còn hiểu phong văn. Mọi người có cảm thấy phong văn này có chút quen thuộc không? Trước kia ra anh có một đoạn thời gian trầm mê với loại phong văn này. Dung Sơ thu quét mắt một cái liền nhận ra, bà xoay người vẫy tay gọi toàn gia anh tiến đến, đồng thời bà Lơ đãng nhìn qua đống hộp trên sân thử pháp khí. Trên hộp có ghi mấy chữ bà thấy có chút quen mắt, đây còn không phải là hộp của bốn người suýt nữa bị phòng tu từ chối đó hay sao? Dung Sơ thu nhìn một vòng, phát hiện có ba hộp với số hiệu quen thuộc. Duy có một hộp không nhìn thấy bà nhìn xung quanh thì thấy dưới chân trưởng lão vừa thử đao có một chiếc hộp đang mở ra bà sừng sốt khom lưng cầm lên chiếc hộp dưới đất đóng nắp lại để xem số hiệu quả nhiên chính là chiếc hộp còn lại trường lão toàn gia anh cùng phòng tu đi đến tố hồi ngọc bản vẫn còn đang mở dùng sơ thu chỉ vào thanh đao trong tay một vị trưởng lão gia anh đến xem thử phong văn trên thân đao có phải giống với phong văn trước kia con khắc hay không Chương 10 Bách Thanh Bảng Toàn gia anh là thân truyền đệ tử của trường môn phá nguyên môn, hiện tại mới 18 tuổi đã đạt trúc cơ trung kỳ. Năm trước dựa vào việc luyện chế ra một chiếc roi khô cốt mà thẳng tiến 72 bậc trên bảng xếp hạng luyện khí Bách Thanh Bảng, hiện tại đang xếp ở vị trí 185. Nghe qua tự hồ chẳng có gì đặc biệt nhưng thật ra luyện khí sư nào lọt được vào Bách Thanh Bảng sẽ được rất nhiều người chú ý, bảng này cốt ở bình chọn tuổi trẻ thiên tài, tổng cộng có 300 vị trí. Mỗi 100 vị trí chọn ra những luyện khí sư có trình độ cao nhất của từng cảnh giới Nguyên Anh, Kim Đan, Trúc Cơ Kỳ. Rồi khô cốt của toàn gia anh vừa xuất hiện đã trực tiếp nhảy lên nhóm 200 người đầu bảng. Ý nghĩa là hắn ở Trúc Cơ Kỳ đã luyện chế ra được pháp khí đánh bại pháp khí của 15 vị Kim Đan Kỳ luyện khí sư mà pháp khí luyện bởi trúc cơ kỳ có thể vượt cấp đánh bại pháp khí kim đan kỳ thì trước mắt trên bách thanh bảng chỉ có ba người. Ngoại trừ toàn gia anh, hai người còn lại là đệ tử của một siêu cấp luyện khí tông môn khác, chảm kim tông. Cơ bản là giống nhau. Toàn gia anh cẩn thận vuốt hoa văn trên thân đao. Hoa văn trên đao này so với phong văn trên thanh đao mà con luyện chế ba năm trước thì còn hoàn chỉnh hơn. Hoàn chỉnh hơn phong văn mà đệ khác phòng tu khó có thể tin được. Năm đó toàn gia anh dựa vào thanh đao đó mà tiến vào bách thanh bảng, xếp hạng 257, khi đó hắn mới vừa trúc cơ đã mà có xu thế vượt cấp. Hai loại phong văn biến hình hy hữu này bởi vì bị thiếu hoa văn mấu chốt nên từ trước đến nay ít có người dùng, để phải dành ra nửa năm thời gian mới miễn cưỡng tự mình bổ khuyết được, cuối cùng khắc lên thân đao. Toàn gia anh cúi đầu dùng ngón tay phát họa theo phong văn trên thân đao, trầm mặc thật lâu mới lên tiếng, phong văn trên thân đao này được bổ khuyết tốt hơn bản của đệ rất nhiều. Phòng tu theo bản năng nói, không thể nào. Điều quan trọng nhất có thể giúp toàn gia anh tiến vào vị trí 257 bách thanh bảng năm đó chính là nhờ hắn đã tự mình hoàn thiện hai loại phong văn biến hình đã bị thiếu hụt từ rất lâu trước đó. Nếu không chỉ dựa vào riêng thanh đao thì cao lắm chỉ có thể xếp hạng 280 mà thôi. Không có gì là không thể xảy ra, tu chân giới có không ít kỳ nhân dị sĩ, cho nên đây chính lý do phá nguyên môn chúng ta tổ chức tỉ thí, quan sát kỹ xảo của những luyện khí sư khác, học hỏi tinh hoa. Vị trưởng lão cầm thanh đao nói. Không những thế, dung sơ thu thuận tay lấy tờ giấy trong hộp đưa cho toàn gia anh, trên thân đao tổng cộng khắc đến ba loại hoa văn. Ba loại, vị trưởng lão cầm đao là người đầu tiên phản ứng lại, ông đánh giá thân đao tỉ mỉ, không phải hai loại. Dung Sơ Thu chỉ chỉ vào vị trí tay trưởng lão đang cầm đao, trên chuôi đao còn một loại. Trưởng lão lập tức buông tay, đổi sang cầm vào thân đao, quả thật là còn một loại nữa, là giảm trọng văn. Toàn gia anh rốt cuộc cũng hoàn hồn từ sau khi thấy hai đạo phong văn được bổ khuyết hoàn chỉnh hơn của mình, hắn khó hiểu hỏi, "Trưởng lão, vì sao phải dùng giảm trọng văn?" Từ góc nhìn của hắn thì việc thêm giảm trọng văn có chút dư thừa chẳng lẽ còn thâm ý gì đó mà hắn nghĩ không tới. Dung sơ thu quan sát một hồi, cười nói, giảm trọng văn tất nhiên là dùng để giảm trọng lượng. Toàn gia anh và phòng tu cùng nhíu mày, vẫn chưa hiểu rõ ý của dung trưởng lão. Huyền thiết được dùng để tạo nên đau này là loại kém nhất, tạp chất nhiều, rất nặng, nên công dụng của giảm trọng văn chính là ở chỗ này. Vị trưởng lão cầm đao giải thích. Phòng tu vẫn suy nghĩ chưa thông, vậy tại sao không dùng huyền thiết tốt hơn một hai phải khắc giảm trọng văn làm điều thừa không phải tất cả mọi người đều có linh thạch để mua tài liệu tốt nhất dung sơ thu trong lòng thật bất đắc dĩ phòng tu thân là nội môn đại đệ tử nhưng vẫn còn có chút ấu trĩ toàn ra anh cúi đầu nhìn đôi tay của mình người ngay cả huyền thiết tốt một chút cũng mua không nổi vậy mà lại có thể bổ khuyết hai loại phong văn kia hoàn chỉnh đến vậy trương trường lão tiếp tục thử các pháp khí khác đi. Dung Sơ Thu nói, bốn cái hộp kia đều đặt gần nhau, bà muốn nhìn xem ba người còn lại luyện chế ra pháp khí như thế nào. Vị trưởng lão kia thả đao lại vào trong hộp, nhìn thoáng qua tên trên hộp rồi nói với đệ tử đang ở bên cạnh ghi chép, trước tiên ghi lại rõ tên này, Tây Tê Ngọc có thể tham gia sơ thí. Đống pháp khí chỗ này đều do vị Trương trưởng lão này phụ trách nên những người khác khi thấy ông chuẩn bị mở ra hộp khác thì đều xoay người trở về chỗ tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ của mình. Nhưng mà còn chưa hoàn toàn xoay người đi thì lại nghe thấy Trương trưởng lão hô một tiếng, "Kiếm tốt." "Mọi người." Một trưởng lão khác quay đầu lại, chẳng lẽ ông lại đụng phải một pháp khí không tồi nào khác nữa ha. Vận khí tốt như vậy. Các ngươi xem Trương trưởng lão cầm lên thanh kiếm trong hộp, thanh kiếm này đủ để gọi một tiếng kiếm tốt chưa hả? Cả lưỡi kiếm thẳng sắc bén, thân kiếm sáng loáng như gương, chỉ với khả năng rèn kiếm này thôi cũng đã đủ tiến vào một ngàn vị trí sơ thí. Kiến thức cơ bản xác thật không tồi. Một trưởng lão một lần nữa quay trở lại đánh giá, trong đống pháp khí hỗn loạn này thì trình độ rèn kiếm này quả thật có thể xưng một tiếng kiếm tốt. Một vị trưởng lão làm nhiệm vụ bình chọn khác cũng hô lên thúc giục Trương trưởng lão: "Mau thử xem, đừng nói hôm nay mấy pháp khí tốt một chút đều bị lão già ông đụng phải đấy nhé." Trương trưởng lão cười nói: "Đều tránh ra nào, để ta thử xem." Ông huy kiếm chém vào thí luyện thạch, cảm nhận thân kiếm phá không, phóng xuất ra linh lực, khi ông thu tay về, đoạn giữa thí luyện thạch chậm rãi vỡ ra, cuối cùng ngã xuống đất ầm ầm trường trưởng lão hưng phấn hô kiếm qua lại đánh giá, trình độ luyện kiếm này không hề thua kém đệ tử nội môn của phá nguyên môn chúng ta. Các trưởng lão khác lại một lần nữa như đàn ông ùa tới, cho ta xem với. Dùng sơ thu nhìn qua các nội môn đệ tử, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, hiện giờ các con đã rõ chưa? Nhưng mà chuyện đến đây vẫn chưa kết thúc, trường trưởng lão kế tiếp lại lấy ra tới một cây liên châm, trình độ điêu khắc kỳ công đến nỗi mặc dù là nội môn đệ tử của phá nguyên môn cũng không có mấy người có thể bị được sau khi thử dùng thì còn lộ ra uy lực cực mạnh mỗi một cánh hoa sen đều xuyên thủng thí luyện thạch ba kiện pháp khí này kiện nào cũng đều có thể để tên vách thanh bảng trương trưởng lão lắc đầu cảm thán các luyện khí sư bên ngoài đã lợi hại như vậy sao nhớ ghi tên của họ lại dung sơ thu nói với đệ tử phụ trách ghi chép Vâng trưởng lão. Phòng Tu đứng bên cạnh vẫn trầm mặc không phục, nhìn Trương trưởng lão tiếp tục cầm lên một chiếc hộp nhỏ khác, chậm nửa nhịp hắn mới nhận ra đây là hộp của người bán phù nọ. Lúc đó là Dung trưởng lão tự mình đứng dậy nhận lấy hộp nên trên hộp của cô nương bán phù đi đầu khắc số gì Phòng Tu chỉ nhớ loáng thoáng, hiện tại nghĩ lại, hộp của bốn người đó hình như là hai lớn hai nhỏ. Không có khả năng. Phòng Tu lắc lắc đầu, hắn không tin nhất định là bản thân đã nhớ lầm. Ám khí, trương trưởng lão lấy ra từ trong hộp một vòng tay tạo hình hắc xà. Thật ra thì trong các pháp khí sơ tuyển, các loại ám khí giống vòng tay này không ít, các trưởng lão cũng đều đã xem muốn hoa cả mắt, ám khí này nhiều nhất là có hình dạng thật thú vị. Tuy nhiên trương trưởng lão vẫn không nhịn được mà hả, một tiếng vì ông cầm vòng tay một lúc mà vẫn không nhìn ra được vòng tay này là dùng nguyên liệu gì để luyện chế. Vài vị trưởng lão khác lại nhấp nhổm không yên, thò chân định đi nghe ông hô một tiếng lại thụt về, có người rốt cuộc kiềm chế không được, đừng nói lại là pháp khí tốt gì nhé. Sao ta mấy ngày liền cũng chưa từng phát hiện lấy một cái cơ chứ? Đội ngũ vốn chuẩn bị giải tán nay lại tụ lại một lần nữa, xoay quanh nhìn pháp khí trong tay Trương trưởng lão. Hình dáng con rắn nhỏ màu đen sinh động như thật, vòng thân của nó còn ẩn ẩn hiện kim quang ánh sáng tụ lại trên thân trên làm người ta kinh diễm. Nhìn thoáng qua thì tưởng rằng đầu và đuôi của chú rắn vừa chạm nhau nhưng cẩn thận quan sát sẽ thấy chóp đuôi như đang che lại đôi mắt của con rắn nhỏ. Trương trường lão, cho ta xem thử. Dung sơ thu vẫn luôn chờ hộp pháp khí này, bà vẫn luôn muốn biết vị tiểu đạo hữu biết vẽ phù kia sẽ có trình độ luyện khí như thế nào. Huống chi ba kiện pháp khí của ba người kia đều không kém càng khiến cho bà càng cảm thấy tò mò hơn vừa hay dung trường lão am hiểu về tiểu pháp khí trương trường lão đưa vòng tay cho dung sơ thu bản thân thì lấy tờ giấy ghi công dụng từ trong hộp cúi đầu nhìn chữ viết trên đó vụ sát hoa vòng tay hình rắn sao lại lấy tên này cánh xa điểm kim dịch dung sơ thu cẩn thận quan sát bề ngoài của vòng tay suy tư một lúc mới nói ra tên của hai loại tài liệu nhìn từ kỹ xảo rèn mà nói thì vòng tay này quả thật sống động như thật thậm chí nhìn vào còn có thể thấy con rắn nhỏ như có như không chuyển động. Chẳng qua hai loại tài liệu này kết hợp với nhau thì có thể làm ra loại ám khí nào. Trên tờ giấy này ghi còn có dùng băng tơ. Trương trưởng lão xem xong tờ giấy rồi nói, sơ thu, người hãy thử rót linh lực vào phần đầu rắn. Dung sơ thu nhẹ gật đầu, ngay sau đó một tay dơ lên vòng tay nhắm vào thí luyện thạch, một tay rót linh lực vào phần đầu rắn. Ngay khoảng khắc linh lực được rót vào, trong mắt mọi người chỉ còn lại một bầu trời xương đen, vẻ đẹp ma mị khiến mọi người không thốt nên lời. Nhưng mà cảm giác như lạc vào rừng sương mù trong nháy mắt liền tan biến, làn sương mỹ miều ngay lập tức bộc lộ bộ mặt hung ác, vô số tia sương kéo dài, hình thành xà ảnh, táp tới thí luyện thạch. Cẩn thận! Phạm sáu của đám sương quá rộng, thậm chí có một số ít khuếch tán đến các nội môn đệ tử đang đứng ở xa khi dung sơ thu phát hiện chuyện không đúng thì đã có chút chậm. Tất cả thí luyện thạch trong sân gặp phải xà ảnh đều nổ tung vỡ nát. Các nội môn đệ tử vốn đứng ngoài thí luyện trường cũng chỉ còn cách chơ mắt nhìn xà ảnh cắn về phía mình. Theo bản năng giơ tay ngăn cản, ngay khi xà ảnh táp đến thì một đạo ánh sáng lóe lên đối tượng chính diện cùng xà ảnh. Ngay sau đó xà ảnh cùng đạo ánh sáng đều biến mất. Có sao hay không? Trường trường lão nhíu mày chạy nhanh đến xem các đệ tử một đệ tử vẫn chưa hết sợ hãi lắc đầu con không có việc gì nhưng mà kim quy phù nát các vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau trên người đệ tử của bọn họ có các loại pháp bảo phòng thân kim quy phù là một loại bùa hộ mệnh thường thấy nhất do ngũ hành tông chế tạo có thể ngăn cản được một kích của kim đan trung kỳ vậy mà vừa rồi chỉ có một chút tàn ảnh khuếch tán lại có thể khiến kim quy phù nát ngay cả thần sắc của dung sơ thu cũng phai nhạt đi nếu trước kia bà ôm một thái độ thưởng thức thì hiện tại bà bắt đầu đã chuyển sang cảnh giác. Trình độ luyện khí của người ngày chỉ sợ. Dung sơ thu nhìn vòng tay thật lâu, sau đó quay sang nói với toàn gia anh đứng bên cạnh, lần này có khả năng con đã gặp được đối thủ rồi. Bốn kiện pháp khí này, đặc biệt là vụ sát hoa đã gây ra gợn sóng thật lớn ở phá nguyên môn, cách tỉ thí chính thức còn hai tháng thời gian, các đệ tử của phá nguyên môn mỗi người như gặp phải đại địch, ngày ngày khổ luyện. Bất quá các đương sự hoàn toàn không biết được chuyện này bởi vì bọn họ sớm đã không còn trong định hải thành. Ngày ấy sau khi nộp pháp khi sơ tuyển xong, nhóm Diệp Tố lại tiếp tục luyện tập chế tạo pháp khi, khi đi mua tài liệu lại vô tình nghe trưởng quầy nói ở vùng phụ cận ngoài định hải thành có một bí cảnh đang chuẩn bị mở ra. Không phải bí cảnh lớn gì, ở phù thế đại lục này còn không lên được mặt bàn. Bất quá được cái không có giới hạn cảnh giới, ngay cả tu sĩ luyện khí kỳ cũng có thể vào. Trường quầy thuận miệng nói, mỗi một lần như vậy lúc bí cảnh đóng lại văn đông tài liệu hành chúng ta đều sẽ qua đó để thu mua tài liệu. Các bí cảnh đa phần đều nguy hiểm trùng trùng, phải là nhân tài có thực lực mới có thể đi vào. Loại bí cảnh không có giới hạn cảnh giới thì bên trong tự nhiên cũng sẽ chẳng có thiên tài địa bảo gì, nhưng luyện khí kỳ đều có thể vào nên Diệp Tố cũng muốn dẫn sư đệ sư muội trải nghiệm một lần. Trường quầy, ta nghe nói bí cảnh thường sẽ có linh khí dư thừa. Diệp Tố đột nhiên hỏi, trong bí cảnh ngoài thành có linh khí hay không? Trường quầy ngẩn người, một lát sau hoàn hồn cười nói, phàm là bí cảnh bên trong nhất định đều sẽ có linh khí sung túc. Vì thế ngay đêm đó nhóm Diệp Tố liền chạy tới bí cạnh ngoài định Hải Thành.